Mèo để nâng cấp túi đồ trong ngày đầu tiên Stardew Valley. Đi đào đất sét. Ngày đầu tiên các bạn đi thẳng đến bãi biển, đi đến đúng vị trí này và đào cho đến khi nào có cục đất sét đầu tiên. Ok, khi nào mà ra được đất sét thì các bạn đi lên một ô và qua phải hai ô. Và cứ làm tương tự như thế cho đến khi nào đủ 6 ô. Từ ô thứ 6 đi ngang qua trái và đào thẳng cột với cái ô đầu tiên. Sau đó chúng ta lại dùng công thức đi lên một ô và qua phải hai ô, làm như vậy 4 lần. Ok, sau đó chúng ta lại quay lại cái hàng đầu tiên và đào ở phía trên của những cái ô đã đào, làm tương tự với 4 ô bên trên. Nếu mà các bạn làm gặp cái ô nào mà bị vướng không đào được thì có thể đào một chỗ khác thay thế, rồi chúng ta tiếp tục công thức công việc dừng lại. Sau khi đào xong 20 ô tức là đã xong một chu kỳ, chúng ta bắt đầu một cái chu kỳ mới bằng cách là từ ô đầu tiên qua bên trái 3 ô và lặp lại y như cái chu kỳ đầu tiên. Và cứ như vậy các bạn cứ lặp đi lặp lại đến khi nào mà đào hết năng lượng thì thôi. Trong quá trình đào này không phải là xác suất ra đất sét sẽ là 100% nha các bạn. Mình may mắn nên mới ra được 100% thôi. Có khi các bạn chỉ được 50% số lượng đất sét này thôi. Sau khi đào xong thì chúng ta sẽ bán hết số đất sét này cho Robin. Có mấy 500 đồng mà các bạn có lúc đầu nữa thì mình nghĩ là các bạn sẽ đủ tiền để mua cái túi xách. Yay!